Thiên mặt trời lấp đầy ánh sáng thần thánh của mặt trời trong bạn. Thiền mặt trời là một cách đơn giản để nâng cao sự rung động của bạn với ánh nắng mặt trời. Đón nhận ánh sáng, trở thành ánh sáng. Hãy đón lấy ánh nắng mặt trời, sạc đầy bản thân và tự mình tỏa sáng. Khi thiền mặt trời giúp bạn khỏe mạnh, kích hoạt DNA, tăng trưởng tâm linh. Ngồi thoải mái hoặc đứng dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng 6 đến 7 giờ, buổi chiều 4 đến 5 giờ. Nhắm mắt lại và hình dung ánh sáng của mặt trời phía trên bạn. Cảm nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào, tràn xuống xung quanh bạn. Hít thở, thư giãn, mở rộng trái tim và cảm nhận ánh sáng của mặt trời chiếu xuống qua luân xa vương miện trên đỉnh đầu của bạn. Hãy để luân xa vương miện của bạn mở ra để hấp thụ ánh sáng thần thánh của mặt trời, mang mã của sự thức tỉnh. Ánh sáng mặt trời đang gột rửa tâm trí, thông suốt các mạch máu trong não. Hình dung ánh sáng mặt trời trong luân xa của bạn, để nó chảy qua đỉnh đầu của bạn và đi xuống tuyến tùng. Mở con mắt thứ ba của bạn, tiếp tục đi dọc theo cuộc sống của bạn, đến cổ họng, tim, đám rối thần kinh mặt trời và luân xa gốc của bạn. Tạm dừng luân xa đám rối mặt trời của bạn và hình dung nó sáng lên như mặt trời. Chiếu sáng, chiếu ánh sáng mặt trời xuống tận lõi tinh thể của Gaia. Hít thở và để ánh sáng tràn vào trái tim bạn. Mở rộng trái tim của bạn với ánh sáng mặt trời kết tinh vàng. Cảm nhận ánh nắng len lỏi vào từng tế bào. Hãy thư giãn và cho phép các tế bào của bạn tràn ngập ánh sáng ngày càng nhiều hơn. Khi bạn trở nên sôi động hơn, tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ hơn. Hãy để bất kỳ rung động nào thấp hơn, sợ hãi, nghi ngờ hoặc căng thẳng phai nhạt dần. Hãy đẩy những thứ này ra ngoài ánh sáng và chào đón ánh sáng mặt trời để chiếu sáng hơn, rạng rỡ hơn, phù hợp hơn với chân lý đích thực và bản chất thần thánh thực sự của bạn. Hãy mở rộng trái tim mình, cảm nhận ánh sáng thiêng liêng đang tràn ngập xung quanh bạn. Hình dung bản thân rực rỡ như mặt trời, như ánh sáng mặt trời tinh khiết. Tạo ra ánh sáng riêng của bạn, mở trái tim bạn và tạo ra ánh sáng từ bên trong. Không quan trọng thời tiết thế nào, hãy đem ánh sáng của bạn ra. Bạn có thể đã nghe thấy câu nói này trước đây, hoặc ít nhất một câu nói tương tự. Điều này cực kỳ phù hợp ngay bây giờ vì một vài lý do. Có quá nhiều tiêu cực trên thế giới. Có một bộ phim đang diễn ra, truyền thông thế giới, và rất nhiều người đang bị lôi kéo vào đó. Rung động của chúng ta đang giảm đi vì nó. Bạn và tôi có cơ hội trở thành ánh sáng chói lọi, tiếng nói của sự hiện diện và bình an giữa cơn bão. Mang ánh nắng của riêng bạn có thể đơn giản như mang lại một cái nhìn tích cực cho ngày của bạn. Yêu cầu các thiên thần của bạn giúp bạn luôn kết nối bất kể những ồn ào có thể đang ập đến xung quanh bạn. Tích cực thực sự tạo ra sự khác biệt rất lớn, và đây là điều dễ hiểu nhất để giải thích ý nghĩa của việc mang ánh nắng của chính bạn. Điều tôi thực sự muốn nói về bí truyền hơn một chút. Mặt trời luôn phát đi các mã thức tỉnh, tần số ánh sáng và trí thông minh thần thánh. Chương trình phát sóng này đang kích hoạt quá trình thức tỉnh cho nhân loại, cho trái đất và cho tất cả chúng sinh. Sẽ vô cùng có lợi nếu bạn dành thời gian ở trong thiên nhiên và dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều, ngay trước khi mặt trời lặn, để hòa mình vào ánh sáng của mặt trời và thu hút nó vào con người bạn. Hãy để nó lấp đầy trái tim, cơ thể và cơ thể bạn bằng ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng nếu trời mưa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một ngày mưa xám xịt? Hoặc có thể bạn sống ở một nơi nào đó, trời mưa xám xịt, và bạn không thường xuyên được nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời. Đây là nơi mà tất cả chúng ta đều có cơ hội mang ánh nắng của chính mình. Điều này cũng hoạt động tốt nếu bạn làm việc tại văn phòng hoặc bạn ở trong nhà nhiều. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng tỏa sáng với ánh sáng từ bên trong. Hãy tạo ra ánh sáng của riêng bạn.
hãy cùng tôi tham gia vào quá trình đơn giản này để tạo ra ánh sáng mặt trời của riêng bạn và tỏa sáng nó ra bên ngoài bạn. Hít thở, nhắm mắt và tập trung hướng tâm vào khu vực của trái tim bạn. Kêu gọi nhóm hướng dẫn tâm linh và thiên thần bảo hộ của bạn. Hãy thoải mái gọi cho bất kỳ ai mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tổng lãnh thiên thần Michael, Tổng lãnh thiên thần Uriel, thiên thần hộ mệnh, những người cao hơn, Chúa Giêsu, Orion, các vị Bồ Tát. Gọi cho đội của bạn ánh sáng và tập trung vào trái tim của bạn. Hình dung ánh sáng vàng xung quanh bạn. Khi bạn tập trung vào trái tim mình, hãy điều chỉnh ánh sáng vàng rực rỡ đó và sau đó nghĩ hoặc nói: các thiên thần, hãy giúp tôi tỏa sáng với nhiều ánh sáng mặt trời hơn bên trong. Mang ánh sáng mặt trời kết tinh vào trái tim tôi, để nó tràn ngập cơ thể, tâm trí và tinh thần tôi, mang lại lợi ích cho tôi trong cuộc sống của chính tôi và vượt xa hơn nữa. Khi bạn hỏi, hãy biết rằng thiên thần của bạn sẽ đến. Chỉ cần tập trung vào trái tim của bạn, hít thở và để ánh sáng trái tim của bạn phát triển rực rỡ hơn. Hãy tưởng tượng trung tâm trái tim của bạn ngày càng trở nên sôi động hơn. Nhìn thấy nó bắt đầu phát sáng như mặt trời, ánh sáng này trong bạn. Hãy để nó tỏa sáng, hãy là ánh sáng mặt trời. Hãy để ánh sáng mặt trời lấp đầy bạn, lấp đầy trái tim bạn, mở rộng ra xung quanh bạn. Hãy tưởng tượng ánh sáng trái tim của bạn đang mở rộng đến mức nó bao quanh toàn bộ tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn. Bây giờ, hãy để nó phát triển rực rỡ hơn nữa. Để nó tỏa sáng ra bên ngoài, để lấp đầy bất cứ căn phòng nào bạn đang ở. Nó tỏa sáng ra bên ngoài để chiếu sáng thị trấn, thành phố, tiểu bang, quốc gia của bạn. Hãy tỏa sáng rực rỡ đến mức bạn giống như ánh sáng đầy đủ của mặt trời chiếu tới trái đất, nhân loại và tất cả chúng sinh. Hãy mở rộng trái tim của bạn, chiếu ánh sáng của bạn, yêu cầu thiên thần của bạn giúp đỡ và biết rằng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, bạn có thể chọn thay đổi một cách có ý thức. Bạn có thể chuyển từ nghi ngờ và sợ hãi sang tích cực. Bạn có thể chuyển từ trạng thái rung động thấp hơn thành sự thật đích thực của bạn như một ánh sáng rực rỡ, bằng cách mở rộng trái tim của bạn để cho ánh sáng xây dựng và phát triển và mở rộng. Bạn chính là mặt trời, tỏa sáng ánh sáng của bạn. Đón nhận ánh sáng, hãy là ánh sáng, và do đó là chính bạn. Hãy đón lấy ánh nắng mặt trời, sạc đầy bản thân và chiếu sáng ánh sáng đó ra.